À, chào các anh em đang xem kênh Miền Tây Sula. Bữa nay là chiều ngày mùng 8 anh em. Thì mình mới vừa chắc mình mới vừa chắc cái 8 tấm pin, 8 pin để gửi tới các anh ủng hộ pin bên mình ha. Thì mình thông báo lại về vấn đề pin nha anh em. Đó là bên mình còn pin đi huy 455W, giá rất là đơn giản, chỉ có 5.900 thôi. Và pin 200W solar giá chỉ có 1.400.000 một tấm thôi ha. Đó thì không bao ship cho mọi người. Mọi người mua thì chúng ta có thể tổ chức chuyến xe hoặc là tới nhà mình lấy, hoặc là mình sẽ ship bưu điện ha. Thì mình nói lại về tấm pin đi huy. Đó. Thì mình nhắc lại pin đi huy ha, do cái thời gian trong lúc ăn Tết anh em nhắn mình quá nhiều luôn, nhắn đặt pin cũng như là nhắn hỏi cấu hình, cũng như là vấn đề về mua gửi như thế nào, bưu điện rồi như thế nào á. Đó thì mình nhắc lại với anh em á là cái pin đi hôi này là cái tấm pin lớn, pin 455W, thì vấn đề gửi bưu điện thì nó cũng hơi khó khăn. Đó cho nên tốt nhất là chúng ta nên lấy xe tới chở, hoặc là mình sẽ tổ chức những cái chuyến xe ghép xe cho đi gửi tới nhà các anh ha. Các anh trả cho mình cái phí ship. Đó thì cũng cảm ơn mấy ông anh đã qua nay tới kéo ha. Hỏng pin bữa Tết nó chắc là tới đây nè anh em. Mà bữa nay anh em tới kéo mất hết khúc dùng, kéo mấy chục tấm rồi. Thì cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ rất nhiều. Anh em chạy tới nhà rồi mình cũng có đưa ba gác đi nữa. Ở đó thì như anh em thấy là ăn Tết xong á là trời quá nắng luôn ha, gọi là trời rất là nắng luôn. Bây giờ chiều quay cái ánh sáng nó không tốt lắm anh em thông cảm nha. Ăn Tết xong mà trời quá nắng luôn, tại vì bước sang mùa hè mùa hạ rồi. Xuân hạ mà anh em, bước sang mùa hạ quá nắng luôn. Mà trời nắng nhiều điện dày mà anh em không có tấm pin mặt trời để tận dụng cái quang năng thì thật là gọi là đáng tiếc á mọi người, gọi là cực kỳ đáng tiếc. Đó thì anh em có thể anh em nào mạnh mẽ lợi hại thì có thể xài quà lưới ha, quà lưới để kéo điện ban ngày. Còn anh em nào mà xài ít pin á, nhẹ, nhẹ nhẹ tiền hơn xíu á, thì anh em sẽ xài chừng 2 tấm pin lớn này thôi. Với một những cái con mà 3 trong 1 á anh em là xài điện ban ngày ban đêm tẹt ga luôn nha. Rồi mình nói lại về tấm pin đi huy 455W, mình bán cái giá anh em cực kỳ tốt, chỉ có 5.900 thôi. Anh em không nghe lầm nữa ha, giá chỉ có 5.900 thôi, cực kỳ tốt. Nhiều anh em hỏi mình pin này pin gì, bảo hành bao lâu, pin xịn hay pin một loại 1 loại 2 rồi kia là sao bán rẻ vậy. Thì mình nhắc lại với anh em là mình không bao giờ bán pin loại 2 nha, tất cả đều pin loại 1, bảo hành 12 năm ha. Pin này, cái cell pin này anh em thấy không, rất là đẹp luôn ha, cell pin rất là đẹp, nhập trực tiếp từ Hàn Quốc lắp ráp ở Việt Nam. Pin đi hôi ha, 455W. Lý do mình bán rẻ là tại mình lấy rẻ bán rẻ thôi, pin là không có một vết tì luôn nha anh em, không có một vết gì ha. Đây, nhôm nè, nhôm sáng bóng luôn ha. Đấy, pin này không mua, mua pin gì anh em không, bên này không mua thì mua bên gì bây giờ nè, nhìn bên đây nè, đó sáng bóng luôn ha. Đó đây là mặt sau của nó nè, mặt sau của nó là một tấm PK màu trắng ha, bên này màu mặt kính nha mọi người. Đây đó mạc của nó ha, 455W, 49V, 11,39 A ha, đấy nặng 22 kg. Thì hôm bữa có ông anh kia ông nhắn là pin một mặt kính là pin đời cũ này kia, rồi bây giờ xài màu hai mặt kính này kia, đó là anh là sai lầm rồi đó. Anh xài pin như vậy là anh sai lầm rồi. Một mặt kính với hai mặt kính là do cái công nghệ sản xuất thôi, do cái hãng thôi, chứ không phải là do pin pin đời mới hay đời cũ nha. Bây giờ những cái hãng lớn, WeSale hay là thằng AE hay là thằng Canadian, hãng lớn á, nó vẫn sản xuất pin một mặt kính rất là bình thường mọi người, và nó vẫn bán rất là bình thường, năng suất vẫn cao bình thường ha. Đó pin LG họ mình bán cũng một mặt kính, pin Dihua cũng một mặt kính, nói chung là một mặt kính hai mặt kính là do cái vấn đề công ty sản xuất, chứ không phải là do mà hàng xịn hay là hàng cũ hàng mới nha. Đó, anh em nghĩ như vậy là rất là sai lầm luôn. Trên thị trường pin một mặt kính hai mặt kính vẫn bán đan xen với nhau rất là bình thường luôn nha. Đó thì pin này là pin 9+3 nha, ở công nghệ hát cell, hiển nhiên là pin mono nha anh em, mono loại A, bảo hành cho anh em 12 năm, giấy tờ đầy đủ. Nếu anh em lấy giấy tờ thì lấy, còn không lấy thì thôi. Nói chung là lúc này điện lực nó cũng không có mua điện, cho nên nhiều anh em cũng không cần lấy giấy tờ làm gì. Đó thì pin hấp xe đàng hoàng ha. Đó, chừng nào anh em cần giấy tờ thì cứ liên hệ mình, điện lực nó cần thì cứ liên hệ mình sẽ cấp cho anh em đầy đủ nha. Đó, pin ok, mình bán pin chuẩn mà, mình có gì đâu để lo ha. Mặt sau của tấm pin này anh em, nhiều anh em lấy pin mà cứ dặn tới dặn lui mình trong Zalo hoài là lấy cho anh tấm pin mới nha, tấm pin mới nha. Mà này kia, tấm nào cũng mới anh em. Hai cái pallet này mình bung từ nhà máy ra nè, do nhà mình không có xe nâng mọi người, cho nên là mình xuống cái xe là mình phải bung bung pin ra ha, cho nên bây giờ thấy tấm lẻ lẻ vậy nè, chứ còn nó đưa tới ngõ nhà mình á, là 2 pallet vẫn còn nguyên niêm phong luôn nha anh em. Đó thì sau này mình có khá hơn, mình mua xe nâng mình nâng á, thì xuống nguyên pallet chắc anh em cảm thấy hợp nhãn hơn đúng không. Còn này mình bung ra mình vác từ tấm vô cho nên nó cũng hơi lẻ tẻ, anh em tưởng đâu là
pin rời hay là pin gì gì đó ha. Nói chung là bung từ pallet nhà máy ra, anh em thấy không, mặt sau của tấm pin này anh em nè, mặt sau tấm pin nè, thấy không, một tấm BK đẹp không tì vết luôn, chưa bám bụi luôn. Lý do chưa bám bụi đơn giản thôi, tại vì mới lấy mấy tấm pin kia chắc xe hà chiều nè, cho nên là cái tấm này mới lòi ra bụi đâu bám ha. Đó đẹp ha, cái mạc thì nãy mình quay cho anh em xem rồi đó, pin rất là chất lượng, chỉ có 5.900 thôi. Thì mình đã nhận các đơn hàng ở miền Tây miền Đông có hết rồi. Bây giờ mình làm video này để nhờ các anh em miền Đông miền Tây đang muốn lấy pin thì cứ thoải mái đăng ký Zalo 0766874311, mình sẽ tổ chức chuyến xe giao tận nhà anh em đó. Càng nhiều anh em thì cái phí ship nó càng rẻ, càng có lợi cho ông ta. Nói chung là càng nhiều thì càng có lợi cho cả mình bán. Mình bán thì mình không có liên quan tới phí ship ha. Phí ship là mình trả cho hàng xe nó chở thôi, mình bán thì không có liên quan, mình chỉ bán được doanh số nhiều là mình vui rồi ha. Còn phí ship thì anh em mình sẽ chia ha, ví dụ như anh ở xa thì anh chịu 800, anh ở gần thì anh chịu 600 đó. Nhiều anh em nói ủa sao anh mua có tấm hai tấm mà phí ship lại là 200-300 ngàn, thì anh em cũng thông cảm cho cái người chở. Ví dụ như đang đi trên quốc lộ mà nó quẹo vô anh em, mà tới quẹo vô tới 40 cây số rồi đó, thì mình lấy anh em cái chừng 200 ngàn là chết anh em. Quẹo vô 40 cây số rồi quẹo trở ra là 80 cây đúng không, mà mình lấy phí ship 200 ngàn là chết. Vấn đề không phải tấm hai tấm mọi người, mà vấn đề đi đường xa của xe đó, nó cũng kham khổ, cho nên anh em thông cảm vấn đề đó ha. Đó, nếu anh em ở cặp quốc lộ thì phí ship nó rất là rẻ đơn giản luôn ha. Còn anh em mà quẹo 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 xa quá thì phí nó hơi cao cao một chút xíu ha, chút xíu thôi mọi người. Nói chung là mình cũng sẽ cân đối điều chỉnh ha, cân đối điều chỉnh cho anh em. Nhiều anh em ở xa chứ cái phí ship nó rất là rẻ, rất là ok luôn, do mình chia qua chia lại ha. Có cái anh lấy 15 tấm thì anh chịu khoảng hơn triệu tiền ship đó, thì anh dù anh chịu 1,2 triệu tiền ship đi, hoặc là 1,5 triệu tiền ship đi, thì nó vẫn rất là rẻ hơn so với bưu điện. Tại bưu điện là 170-180 một tấm lần anh em đó. Thì nếu mà anh mua 15 tấm mà anh chịu 1,5 triệu thì cũng có 100 ngàn tấm vẫn rẻ, mà pin rất là an toàn nha. Đi xe hàng thì rất là an toàn, rất là ok ha, gọi là chuẩn chỉ ha, xe hàng mình ràng này kia nữa thì anh em khỏi lo vấn đề đó nha. Đó là cái pin thứ nhất là pin Dehui 455W, bao anh em về chất lượng đúng không. Cái mặt pin rất là đẹp, giống Gigan LG, giống Acetate, giống Canadian ha, rất là đẹp luôn ha. Dehui công nghệ của Hàn Quốc nha mọi người, lắp ráp ở Việt Nam cho nên giá cực kỳ tốt ha, và mình bán cho nó mới có giá tốt như vậy, chứ giờ pin thị trường là 6 mấy 7 ngàn ráo anh em. Rồi đó là pin thứ nhất. Pin thứ hai là pin Ursula này, Ursula ha, 200W 5x3, pin xuất Mỹ nha mọi người. Đó nằm đây ha. Đó và mình hiện tại bán cho anh em 1,4 triệu một tấm, còn hơn một pallet, còn khá nhiều ha, một đống đó mình chắc dưới lên trên rồi bên kia nữa là hơn pallet đó mọi người. Đó Ursula 1,4 triệu một tấm không bao ship. Nếu tiền ship á, bữa nay như ship bưu điện lên em, hôm bữa mình gửi tiền ship mỗi tấm này có 80, mà hôm qua mình gửi cho cô kia là tấm bữa nay lên 90 rồi, em thông cảm ha. Có 10 ngàn cũng không tới đâu, nhưng mà đều mình phải thông báo cho anh em biết là nó cặn kẽ như thế nha. Đó thì anh em mà có nhu cầu mua pin này thì cứ liên hệ mình. Đó hôm bữa giờ anh em cũng mua rất là nhiều luôn à, giờ còn cũng không có nhiều nữa, anh em cứ thoải mái mua nha. Tấm này mình gửi bưu điện ok, hoặc là gửi lên những cái chuyến xe miền Đông miền Tây ok hết nha. Đó pin Ursula 200W, giá bán là 1,4 triệu nha. Đó rồi tất cả những loại đèn nè anh em, MK 200W bán cho anh em giá 1,1 triệu bình thường nữa ha. Đó, trên thị trường bây giờ không có ai bán MK 200W 1,1 triệu, nhưng mà mình vẫn bán anh em MK 200W 1,1 triệu nha. Rồi GD 300W nè anh em, 1,450 triệu ha. Quạt GD 188LL nè, mình bán anh em 1,2 triệu nè ha. GD 188LL, GD 1000W anh em, 1000W 2,1 triệu nha. Đằng kia là GD 500W là 1,850 triệu. Đó, GD 60 là 750, GD 100 là 1,050 triệu. Đó, GD 200 là 1,250 triệu. Nói chung là bao la ha, hàng là còn bao la nha mọi người, hàng bao la. Ở đây là trên nhà trên, còn ở nhà dưới mình còn đóng ở dưới nữa. Gương cầu lồi rồi ha, gương cầu lồi thì gương cầu lồi 200W là 1,250 triệu, còn gương cầu lồi 300W là 1,450 triệu ha. Hàng Smart Life vẫn còn, và hàng GDT, đặc biệt là GDT anh em hỏi mấy ngày nay rất là nhiều. Đó, phải nói là GDT anh em hỏi cực kỳ nhiều luôn. Và GDT mình cũng nói với anh em luôn á là ngày mai ngày mốt là hàng về. Khi hàng về mình sẽ thông báo cho anh em, và anh em nhớ ủng hộ mình nha. Hàng về mình lấy về rất là nhiều để phục vụ nhu cầu anh em nha. Rồi những cái UFO nha, UFO vẫn còn ha. UFO anh em nhớ UFO không? Vẫn còn nha mọi người. UFO này, UFO 150W là mình bán anh em 650, còn UFO 250W là mình bán cho anh em với cái giá là 850, bao rẻ trên thị trường luôn. Để mình anh rảnh mình sẽ quay video về những UFO này lại cho anh em xem ha. Đó, bây giờ cũng khó, đang quay phim lấy ra cũng hơi khó ha. UFO vẫn còn nha anh em, tất cả những loại đèn mình bán đều còn. GD 40 hay là MK 75, MK 120, đó vẫn còn hết. MK 50 rồi vẫn còn ha, anh em nhớ ủng hộ mình nha. Đó, xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video lần sau.
Đấy, pin mộng này kia anh em nó ủng hộ mình nhanh chóng nha.